Xin chào anh em và các bạn tuyển dụng. Dạo này tôi cũng đang thất nghiệp chứ tôi cũng không có việc làm đâu, và tôi cũng chịu khó vào mấy cái group tuyển dụng để tìm coi có bán vé số hay phụ hồ gì không. Vô sình chân mà vô đọc thấy toàn là tuyển edit, biết thiết kế, tuyển thiết kế, biết edit, trời ơi là trời. Và hôm nay tôi sẽ cho các bạn tuyển dụng thấy được là công việc dựng phim bằng Premiere và công việc ở trên làm việc trên After Effects và thiết kế nó không có liên quan gì hết á, nó không có liên quan gì đó trời. Ở trong khả năng và sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, quay được cái một số cái màn hình và tôi ngồi tôi tự làm thôi chứ không phải là cao siêu gì đâu. Ok, và bước vào thiết kế. Thiết kế nó có 100.000 cái mảng thiết kế chứ không phải là một cái graphic design đâu. Tôi chỉ làm mấy cái vẽ vời đơn giản thôi, và cái người thiết kế là cái người họ sẽ kiểm soát về chi tiết rồi bố cục rồi tỷ lệ rồi màu sắc rồi này nọ đó. Thì các bạn coi các bạn sẽ thấy được là cái công việc của thiết kế họ làm cái gì. After Effects á, thì nó có rất là nhiều cái mảng ngành nghề ở trên đó, ví dụ như là VFX animation hoặc là tracking 3D hay là làm key phong này nọ, nó rất là nhiều thứ. After Effects đó là một cái gì đó nó rất là vũ trụ bao la. Cái mình đang làm là cái animation, thì cái người làm animation á, họ sẽ kiểm soát cái sự chuyển động của các file ở trong đó thôi. Nhúng nhảy đồ này nọ thôi, và khi cho nó chạy tức là chọn điểm đầu điểm cuối nó chạy á, nó chạy và nó dừng rồi. Và cái người dựng phim, trời ơi, công việc dựng phim là công việc của tôi. Nói nôm na cái người dựng phim là cái người kiểm soát cái nội dung của cái video họ đang làm, thế thôi, đơn giản lắm, dẹt à, không có gì khó đó. Và họ sẽ kiểm soát mọi thứ, ví dụ như hình ảnh, âm thanh, rồi hành động, rồi thoại, rồi chữ, rồi ui trời ơi, nó linh tinh lang tang si ba chao hầm lặng tờ lưa hết á. Nói chung cũng đơn giản, không có gì khó khăn cả. Và bây giờ các bạn thử so sánh ba cái AI, AE và BR, nó có cái gì nó liên quan đến nhau không? Một thằng thì kiểm soát hình tĩnh, một thằng thì làm chuyển động, một thằng thì làm nội dung, không liên quan gì đó trọi gì ở đây hết á. Thường thường trong một cái ekip sản xuất á, hoặc là một cái team hậu kỳ á, thì nó có rất là nhiều mảng, nó có rất là nhiều bộ phận support lẫn nhau. Ví dụ như designer, graphic designer, họ sẽ làm ra những cái file title hay là những cái file chữ hay là những cái file cần chạy, file hình cần chạy ở trong clip. Và cái người làm After Effects họ sẽ làm cái những cái kỹ xảo, ví dụ như animation hoặc là key hay là VFX hay là cái gì đó. Và cái người làm 3D họ sẽ tạo ra những cái suột 3D chỉ, và cái người edit họ chỉ tổng hợp lại những cái thứ đó và họ tạo ra nội dung bằng những cái thứ đó thôi. Còn khi mà các bạn tuyển dụng edit vô bắt họ làm thiết kế, tôi dám chắc họ làm như cục cức vậy đó, thế thôi. Còn thiết kế, các bạn tuyển thiết kế vô và yêu cầu họ edit mấy cái clip đơn giản, thề luôn, họ làm nó còn tệ hơn TikTok nữa. Tự làm TikTok cho nó khỏe đi, hoặc là cái gì phần mềm Viva Video gì đó, làm đó đi, đơn giản lắm. Và tôi cũng hy vọng là sắp tới tôi không phải làm những cái clip sân si này nữa. Tôi cảm thấy nó rất là mệt mỏi và tôi chỉ thích làm những cái clip chia sẻ mấy cái tutorial cho anh em làm việc cho nó nhanh gọn thôi, và chia sẻ mấy cái linh tinh lang tang cho anh em mới vào nghề họ mau khá hơn. Thế thôi, khỏi phải lần mò những cái trang nước ngoài mà mò tới mò lui mò qua mò lại mò ngồi tùm lum hết đó. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.